hay xem hôm nay ăn gì, các bạn vẫn còn nhớ là mình đã hứa leo đến gần 2 năm một hình phạt, đó là sao 098 thăng. Sao 098 thăng. Được rồi, quảng cáo này sẽ lên vào ngày gần nhất, các bạn hãy chờ xem. Đầu tiên mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn, bởi vì cứ thỉnh thoảng các bạn lại nhớ ra và đòi mình cái đấy. Được rồi, bây giờ bởi vì cái này nó trào lưu đấy nó hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái trào lưu đấy, mình tự thử thách được bản thân. Đấy là mình đã học điệu nhảy này trong khoảng 1 tiếng ngồi trên xe buýt, và bây giờ thì sẽ nói chung là trả nợ cho các bạn. Hy vọng là nếu có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn vẫn sẽ ủng hộ và đừng đòi ra không chỉ làm thang nhé, bởi vì đây chính là bài trả. Cảm ơn các bạn. Quá.